khi mà cơ thể mà càng ốm mà chúng ta càng không phải dùng đến thuốc á, thì càng khỏe, cơ thể bé lại càng khỏe, càng tăng sức đề kháng lên đấy. Cho nên là nếu như mà con mình có bị ấy, mà vượt qua được thì đó là một trong những điều may mắn, may mắn bởi vì cơ thể nó có kháng thể rồi. Hôm nay là buổi thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết một số cái vấn đề mà những em bé gặp phải ngày hôm nay. Rồi, buổi hôm trước chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với nhau những cái triệu chứng thường gặp và những cái cách để chúng ta phòng, đúng không ạ? Cách để phòng được cái phòng để mà chúng ta không những là phòng một mình adenovirus đâu, mà chúng ta còn phòng nhiều những cái triệu chứng khác, bao gồm có những cái bệnh liên quan đến hô hấp và tiêu hóa, đúng không ạ? Nói để mà nói hết ra thì nó có rất là nhiều. Ví dụ như những cái bệnh về tiêu chảy, nôn ói và tiêu chảy, nó cũng là một trong những cái triệu chứng của adeno. Vậy phòng nó bằng cách nào? Bằng cách là mình sẽ ăn chín uống sôi, giống như là phòng những cái bệnh liên quan đến tiêu hóa, đúng không? Mình sẽ ăn chín uống sôi, mình thực sự là phải hợp vệ sinh đi. Đấy. Những cái gì mà chúng ta đang áp dụng để chúng ta phòng bệnh COVID-19 thì bây giờ chúng ta áp dụng tương tự với adenovirus. Nào là gì ạ? Hạn chế tiếp xúc này, hạn chế đến những nơi đông người này, rồi đeo khẩu trang này, rồi vệ sinh. Cái vệ sinh là một trong những cái khâu mà phải nói là nghiêm ngặt nhất đối với chính bản thân mình, thì nó cũng hạn chế được những cái mầm bệnh và hạn chế được cơ thể của chúng ta tiếp xúc với mầm bệnh. Thì khi mà chúng ta không tiếp xúc, con không tiếp xúc thì chúng ta cũng sẽ làm gì ạ? Không bị nhiễm. Thế nhưng mà trong một cái điều kiện xã hội nó luôn luôn biến động, luôn luôn vận động, luôn luôn chuyển động không ngừng, làm sao mà chúng ta bao bọc con ở trong một cái môi trường vô trùng được? Làm sao mà chúng ta cho con vào trong lồng kính để chúng ta không tiếp xúc với người ngoài được? Hay ngay cả việc là em bé vừa mới sơ sinh ấy, cả ngày chỉ ở bên mẹ thôi nhưng mà vẫn bị ốm. Bởi vì sao? Bởi vì chính người mẹ không thể nào mà tách mình ra khỏi môi trường sống của gia đình được, và gia đình đó không thể nào tách ra khỏi môi trường sống của xã hội được. Bởi vì hàng ngày vẫn phải lao động, vẫn phải đi làm, vẫn phải đi chợ, vẫn phải đi siêu thị, vẫn phải tiếp xúc người nọ người kia, không thể nào mà tách mình ra khỏi được. Chính vì vậy, và cái giải pháp mà cho chúng ta để chúng ta có thể là bình an hơn trong cái cuộc sống này ấy, đó là gì? Là chúng ta cần phải có những cái công cụ để gì? Để chúng ta có thể chủ động, đúng không ạ? Chúng ta phải có công cụ thì chúng ta mới chủ động được nó. Chứ bây giờ chúng ta không có công cụ gì trong tay và bắt chúng ta sống tách tách riêng riêng với xã hội, làm sao mà chúng ta sống được, đúng không? Cho nên là gì ạ? Những em bé của chúng ta vẫn phải đến trường, vẫn phải đi học, hàng ngày con vẫn phải đi học. Mẫu giáo thì bảo là thích nghỉ bảo nghỉ bao nhiêu ngày thì nghỉ, nhưng mà học cấp 1, cấp 2 làm sao mà nghỉ được, đúng không ạ? Cho nên là không thể nào mà tách con mình ra được. Vậy thì chỉ có cách là gì ạ? Phải phải có một cái công cụ giúp con tăng sức đề kháng lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình phải có công cụ để mà mình hỗ trợ, để mình không sợ, mình không sợ. Nhỡ con mình có ốm, mình còn biết cách mình làm, mình biết cách mình làm, mình nắm trong tay rồi và mình không sợ, không hề sợ phải đưa con đi bệnh viện, phải thuốc nọ thuốc kia, đúng không? Bản thân Trinh cũng vậy thôi. Ví dụ như bây giờ con có bị COVID đi, Trinh cũng không phải sợ, không phải lo sợ lắm. Triệu chứng đến đâu mình làm tới đó. Và hơn nữa là gì? Đó là một may mắn. May mắn bởi vì gì ạ? Nếu như con mình bị nhiễm adeno chẳng hạn, mà mình cho con một cái sức đề kháng tốt, tức là mình hoàn toàn có thể là khống chế được và con vượt qua được cái triệu chứng bệnh này mà không phải dùng đến thuốc kháng sinh, thì bỗng nhiên giống như là mình đang tiêm một liều vaccine adeno mà hoàn toàn tự nhiên cho cơ thể của con, không có thủy ngân, không có bảo quản, không có hóa dược ở trong đó, không có hóa chất. Thế thì sao ạ? Càng tốt, cơ thể con càng có sức đề kháng, vì cái kháng thể mà cơ thể con nó sản sinh ra để nó chống lại cái adeno ấy, nó đã nằm sẵn ở trong cơ thể rồi, nó hơn bất cứ em bé nào chưa nhiễm rồi, và lúc đó không sợ nữa, và lần lần sau con có bị ấy, thì cũng không nặng, đúng không ạ? Cho nên là mình đi tiêm phòng cho con cũng vậy, bởi vì mình mong muốn là gì? Cơ thể có kháng thể để mà gì, khi mà bị bệnh ấy, nó không nặng. Ví dụ như khi mình tiêm phòng thủy đậu cho con đi, có rất nhiều người biết rằng là nếu như tiêm thủy đậu hay là sởi thì con vẫn có khả năng nhiễm, nhưng mà mọi người thêm một thông tin cho mọi người người thích hơn, đó là gì? Bệnh nó không nặng như những em bé chưa tiêm. Và khi mà mình tiêm phòng cũng không khác nào là mình đang tiêm cái mầm bệnh vào trong cơ thể của con, mà giống như một trận ốm được giả lập nhưng mà nó ở mức độ nhẹ và cơ thể hoàn toàn có thể khống chế được. Thì những cái lần con ốm cũng vậy. Và đối với phương pháp diện trần cho bé thì mọi người biết rồi, diện trần nó là hoàn toàn tự nhiên, là hoàn toàn tự nhiên, có nghĩa là gì ạ? Nó sẽ hỗ trợ cơ thể để tự chữa bệnh, để giống như là một một liều tiêm phòng nó được đi vào và cơ thể sẽ tự vượt qua mà không cần phải dùng đến thuốc. Cho nên càng càng khi mà cơ thể mà càng ốm mà chúng ta càng không phải dùng đến thuốc á, thì càng khỏe, cơ thể bé lại càng khỏe, càng tăng sức đề kháng lên đấy. Cho nên là nếu như mà con mình có bị ấy, mà vượt qua được thì đó là một trong những điều may mắn, may mắn bởi vì cơ thể nó có kháng thể rồi. Giống như là mọi người còn nhớ cái dịch COVID nó vừa đi qua không? Mặc dù bây giờ mình biết nha, adeno nó còn, theo trình đánh giá nó còn nghiêm trọng hơn cả COVID, bởi vì COVID nó chỉ là hô hấp thôi, còn adeno nó thêm cả tiêu hóa nữa, nó còn nghiêm trọng hơn, tức là cái mức độ mà nó gây bệnh ấy,
nó biểu hiện nặng hơn và nguy hiểm hơn. Đấy, chính vì vậy mà chúng ta cần phải biết được là gì ạ? Chúng ta đã vượt qua được cái dịch Covid, nhất là cái đợt mà cả đất nước cùng nhiễm, mọi người biết cái đợt đấy cả đất nước cùng nhiễm đúng không ạ? Chỉ có một số nhỏ là không biểu hiện thôi, còn gần như ai cũng bị, gần như ai cũng bị, mà nó vào cái gia đình nào là nó hỏi thăm hết lần lượt từng thành viên trong gia đình. Đấy, tất nhiên là có người đề kháng tốt, khỏe hơn, không biểu hiện gì cả thì giống như là không không bệnh ấy, giống như bị miễn nhiễm ấy, bởi vì sức đề kháng có rồi. Đấy, có khi nhiễm từ lúc nào cũng không biết luôn đấy. Cho nên là gì, đến adeno thì cũng vậy thôi. Cho nên là bữa hôm trước chúng ta đã nói với nhau là gì ạ, là adeno nó cũng là một tình trạng cúm, đúng không mọi người, nó cũng là một tình trạng cúm. Và cúm này ấy, nó không đơn giản là ở đường hô hấp mà nó cả đường tiêu hóa nữa, và nó bao gồm một số triệu chứng như là gì ạ, sốt, sổ mũi, ho, rồi nôn, đau bụng, tiêu chảy, nặng hơn thì viêm phế quản, viêm phổi, đúng không ạ? Nên thế là gì ạ, nó có đầy đủ tất cả những triệu chứng thường gặp nhất của một em bé khi mà mình chăm em bé, tất cả đều có hết. Bình thường con chỉ gọi là sốt, có khi hết sốt là hết bệnh, rồi con chỉ sổ mũi, viêm họng là hết. Có những bạn là gì, chỉ cần chỉ bị mũi, tiêu chảy, tiêu hóa là hết, không không có ho, không có sốt. Thế nhưng mà đây là một combo bao gồm hết. Cho nên là Trinh thường nói với các bố mẹ trong buổi trước ấy, để mà học hết được tất cả những cái này, tức là học hết tất cả các giải pháp để mà mình có thể là gì ạ, đề phòng, phòng tất cả những trường hợp xấu nhất xảy ra, bao gồm gì, viêm phế quản hay viêm phổi hay là tiêu chảy hay là táo bón hay là gì kém hấp thu, tất tần tật như vậy, thì mình nguyên mới học với lớp dạy trần cho bé rồi. Thế nhưng mà không ai mong muốn điều xấu nhất xảy ra cả, không ai mong muốn. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chúng ta nắm được và chúng ta sẽ xử lý, khống chế nó ngay từ đầu vào. Đó, mình sẽ hạn chế được cái đầu vào của nó thì những cái tình trạng bệnh sau nó không nặng lên.